Chu Nhất Long, cái tên này có lẽ đã không còn xa lạ nữa, nhưng có lẽ cũng vẫn còn nhiều người chưa biết hoặc đã biết nhưng luôn cảm thấy anh ấy không hot. Đúng vậy, sự thật là anh ấy không hot, anh ấy không phải diễn viên mới và cũng không còn trẻ. Không phải kiểu thịt tươi được triệu fan girl săn đón, không phải đỉnh cấp lưu lượng mà ai cũng quan tâm. Anh ấy chỉ là một diễn viên, đơn thuần chỉ là một diễn viên, chỉ có thể giao lưu với khán giả qua phim ảnh và chỉ có thể đến gần khán giả qua các vai diễn. Trong khi những tiểu sinh khác trở nên nổi tiếng vì các vấn đề của fan hâm mộ, thì Chu Nhất Long không có nhiều fan nhiệt tình đến cuồng nhiệt như thế. Nhiều người nói fan hâm mộ của Chu Nhất Long cũng trầm như chính anh vậy. Một số fan còn chỉ ra rằng Chu Nhất Long trong làng giải trí hệt như phiên bản nữ của Lưu Thi Thi. Thật vậy, sự nghiệp của Chu Nhất Long kỳ thực rất bình lặng, dường như quanh năm báo chí truyền thông đều không có gì để nói về anh. Đời tư lành mạnh, không scandal, cuộc sống nhạt nhẽo, không có gì để soi mói. Đi làm lại rất thật thà và hiền như cục đất, không có gì tương tác với các đồng nghiệp khác để có tin đồn sao tác. Mặc dù cũng có trong tay một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, sự nghiệp tạm coi là ổn định nhưng sức nóng trong tên tuổi lại không có. Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội thường lệ vẫn ít khi nhắc tới tên anh. Chu Nhất Long không hot nhưng rất ổn định. Dù danh tiếng không quá khoa trương, chưa từng trải qua đợt đại bạo nào bùng nổ như Tiêu Chiến, Lý Hiện, Vương Nhất Bác hay Đặng Luân, nhưng địa vị của Chu Nhất Long trong lòng khán giả là vô cùng vững chắc. Kể từ khi Chu Nhất Long bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn nhờ bộ phim Tình Huynh Đệ đóng với Bạch Vũ vào năm 2018 là Trấn Hồn, anh ấy đã liên tục đứng đầu và nằm trong top đầu của bảng xếp hạng những ngôi sao có chỉ số ảnh hưởng nhất. Đến nay, dù chưa ra phim mới, nhưng đôi lúc đến cả bộ ba Tam Nhiệt, Hiện, Chiến Bác và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không cạnh tranh lại chỉ số ảnh hưởng của Chu Nhất Long. Mùa hè năm 2018, web drama chuyển thể đa Mỹ Trấn Hồn bất ngờ nổi lên như một hiện tượng tại đại lục. Dù kịch bản phim khác xa nguyên tác cùng tên cả ngàn dặm, nhưng khán giả vẫn phát cuồng với hint ngầm của hai diễn viên chính là Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Trong đó, nam diễn viên Chu Nhất Long, người đảm nhận vai chính Thẩm Ngụy là được chú ý hơn cả. Nhờ vào sự thành công của cơn lốc Trấn Hồn, danh tiếng của Chu Nhất Long nổi như cồn tại Trung Quốc. Từ một diễn viên không mấy ai hay biết, Chu Nhất Long giờ sở hữu cả triệu người hâm mộ. Mới đây, nam diễn viên đã gây náo loạn khắp sân bay khi di chuyển đến để ghi hình cho show Happy Camp. Hàng ngày, chỉ số truyền thông của thầy Thẩm cao ngang ngửa với các ngôi sao như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lệ Dĩnh. Cứ thỉnh thoảng, anh cùng bạn diễn Bạch Vũ lại dắt tay nhau ngồi chễm chệ top đầu hot search trên Weibo. Đối với bộ phận fan nguyên tác, họ cũng phải ngả mũ thán phục với sự thể hiện quá đỗi xuất sắc của ngôi sao trẻ Chu Nhất Long. Thậm chí một cư dân mạng đã gọi Chu Nhất Long là bố sau lời thề trên mạng rằng nếu như có ai thể hiện được sự trầm ổn, thâm tình và chu đáo của thầy Thẩm thì tôi sẽ nguyện gọi người ấy là bố. Đột nhiên được biết đến từ một tác phẩm web drama đa Mỹ, không ít người lầm tưởng rằng Chu Nhất Long là một tiểu thịt tươi mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng thực tế, anh đã có gần 10 năm kinh nghiệm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cả một thập kỷ trôi qua, chàng diễn viên sinh năm 1988 dù rất tài năng, nhan sắc, cũng không phải dạng tầm thường, nhưng vẫn chật vật đi tìm chỗ đứng trong làng giải trí khắc nghiệt. Đến nay, mồ hôi và nước mắt mà Chu Nhất Long phải bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chu Nhất Long sinh ngày 16 tháng 4 năm 1988 tại Vũ Hán. Anh tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Ngay sau khi ra trường với tấm bằng chính quy trên tay, Chu Nhất Long đã có cơ hội được góp mặt trong dự án điện ảnh Tái Sinh Duyên năm 2009. Tiếp đó, nhờ vào khả năng diễn xuất tốt, anh lại được mời tham gia bộ phim cổ trang Đại Minh Tần Phi. Những tưởng từ đây, con đường diễn xuất sẽ rộng mở thênh thang với anh, nhưng nào ngờ, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Năm 2015, Chu Nhất Long tái xuất màn ảnh nhỏ với vai phụ Tần Chiêu Tương, Vương Doanh Tắc trong Bom Tấn Mị Nguyệt Truyện của Tôn Lệ. Đến tận lúc này, anh mới dần được công chúng để mắt tới. Năm 2016, khi tác phẩm kiếm hiệp Tân Tiêu Thập Nhất Lang lên sóng, dù chỉ đảm nhận vai phản diện trong phim, nhưng Chu Nhất Long vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ vào phong thái diễn xuất rất có hồn. Trong hàng ngũ tiểu sinh showbiz thì Chu Nhất Long là cái tên hiếm hoi, vừa có tài vừa có sắc, lại không phải kiểu người tranh đua hơn thua, sẵn sàng cướp tài nguyên từ tay người khác. Đối với một diễn viên như Chu Nhất Long thì những người yêu mến anh đều mong muốn anh sẽ có một bộ phim thực sự giúp anh bước sang trang mới sự nghiệp sau Trấn Hồn. Trong những năm tiếp theo, Chu Nhất Long vẫn rất chăm chỉ tham gia nhiều dự án phim từ điện ảnh đến truyền hình, tiêu biểu phải kể đến Tân Biên Thành Lãng Tử,
Hoa Tạ, Hoa Phi, Hoa Mãn Thiên hay Mật Chiến, mùa hạ của Hồ Dương. Tuy nhiên, cái tên Chu Nhất Long vẫn còn quá xa lạ với nhiều khán giả. Mọi chuyện chỉ thật sự biến chuyển khi Chu Nhất Long quyết định đảm nhận vai chính trong một bộ phim chiếu mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ, Trấn Hồn trong năm 2018. Không thể ngờ rằng, chính web drama kinh phí thấp ấy đã đưa Chu Nhất Long lên đỉnh cao của sự nổi tiếng và danh vọng. Cái xuất sắc của Chu Nhất Long chính là anh rất biết cách tận dụng thế mạnh của mình, đó chính là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt hết sức linh hoạt. Chu Nhất Long được trời phú cho một đôi mắt đẹp và có hồn với hàng lông mi vừa dài vừa cong, đến phái nữ cũng phải ghen tị. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nồng nàn cảm xúc và tình bể tình khi đối diện với Triệu Vân Lan, Bạch Vũ thủ vai. Chu Nhất Long còn tái ngộ với khán giả qua bộ phim Thật ư phải là Hồng Phai Xanh Thắm, Mình Lan Chuyện của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Người Bạn Thật Sự Của Tôi của Angelababy Đặng Luân. Tôi Thân Yêu đóng cùng Lưu Thi Thi. Ngoài việc vẫn sẵn sàng đóng vai nam phụ sau khi nổi tiếng, những bộ phim truyền hình của Chu Nhất Long cũng rất được mong đợi, điển hình như Tôi Thân Yêu đóng cùng Lưu Thi Thi. Tôi Thân Yêu là bộ phim truyền hình đầu tiên của Lưu Thi Thi kể từ khi trở lại showbiz sau sinh. Khi Lưu Thi Thi hợp tác với Chu Nhất Long, nhiều người cảm thấy rất an tâm vì Lưu Thi Thi cũng không phải tiểu hoa lưu lượng, sẽ không áp đảo anh ấy về danh tiếng. Năng lực của hai người lại tương đương đều rất tốt, mặc dù cả hai đều không phải quá hot nhưng đều là những ngôi sao được người hâm mộ tin tưởng, cho nên đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong phim, Lưu Thi Thi vào vai Lý Tư Vũ, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang với công việc lương cao cùng chuyện tình lãng mạn với bạn trai nhiều năm Trần Nhất Minh, Chu Nhất Long đóng. Nhưng thực tế, cô phải đối mặt với sự bối rối và áp lực về sự nghiệp và tình cảm. Trương Chi Chi, Hám Thanh Tử đóng và Cố Hiểu Lăng, Trần Mễ Kỳ đóng là chị em và bạn thân của Lý Tư Vũ và quan điểm của họ hoàn toàn khác với Tư Vũ. Trương Chi Chi là nhân viên văn phòng bình thường nhất, mục tiêu trong cuộc sống của cô là bảo vệ thế giới nhỏ bé của gia đình mình. Nhưng sự bướng bỉnh của chồng cô Lưu Dương, Bành Quán Anh đóng và mọi sự kiện đổ dồn vào cô khiến ước mơ ban đầu của Trương Chi Chi tan vỡ. Còn nữ thần xinh đẹp Cố Hiểu Lăng tập trung toàn lực để giải quyết vấn đề hôn nhân của bản thân thì lại gặp phải Lôi Hạo Văn, Lý Trạch Phong đóng, có vẻ ngoài là một playboy chính hiệu. Trong thời kỳ vàng son của cuộc đời, họ phải vật lộn ở thành phố, đối mặt với áp lực và lựa chọn từ cuộc sống và công việc, bạn bè và gia đình khiến họ muốn bỏ cuộc, nhưng luôn hết lòng đối xử với những người xung quanh. Sau tất cả những thất bại, cuối cùng họ cũng học cách tuân theo trái tim mình và đối xử tốt với người khác. Chỉ khi đó họ mới có thể ôm lấy bản thân thân yêu nhất của mình và dần trưởng thành hơn. Chu Nhất Long đóng vai Trần Nhất Minh, giám đốc kế hoạch của công ty Tài Kim. Tài năng, biết tạo dựng sự nghiệp, lại có chuyện tình như mơ với cô bạn gái nhiều năm Lý Tư Vũ, Lưu Thi Thi đóng. Với vai diễn Trần Nhất Minh, anh được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi về diễn xuất khi thể hiện được phong thái của một người đàn ông đĩnh đạc, giỏi giang, yêu chiều bạn gái hết mực. Dù thời lượng lên sóng của anh vẫn chưa được nhiều, nhưng phân cảnh anh bàng hoàng nhận ra mình không thể xin được việc khiến các fan nổi da gà vì diễn xuất đỉnh của mình. Ngoài ra, Chu Nhất Long còn tham gia bộ phim Giấc Mơ Mùa Hè với sự tham gia của Trương Hàn, Tống Triệt và nữ diễn viên Hàn Quốc Woo Jun Hee là một bộ phim truyền hình được mọi người mong đợi. Đời tư của Chu Nhất Long. Vào tháng 10 năm 2020, Weibo xứ Trung ồn ào với một biến căng liên quan đến Chu Nhất Long, mỹ nam showbiz đình đám được yêu thích nhờ bộ phim Trấn Hồn. Nguồn cơn xuất phát từ một fan cứng của nam diễn viên, tuy nhiên không biết vì lý do gì, fan này đã quay ra bóc phốt cuộc sống đời tư bí mật của anh. Theo những gì mà fan này chia sẻ, người này đã mua lậu thông tin cá nhân của Chu Nhất Long qua một nhân vật trung gian. Nhờ đó, fan này điều tra ra được Chu Nhất Long đã bí mật kết hôn từ lâu, bà xã là Từ Tử Huyên, có tên thật là Quách Tiếu. Thông qua cách xác minh số điện thoại, địa chỉ giao hàng và website liên quan, fan này khẳng định chắc định rằng thần tượng của mình đã lấy vợ, thậm chí sinh con. Điều đáng nói, người này còn tìm ra được thông tin cho hay con trai của Chu Nhất Long không mang họ của bố mà mang họ bì của ông nội bởi gia đình theo tục Tam Đại Hoàn Tông, tức một người đàn ông khi ở rể sẽ phải đổi họ theo nhà gái, con sinh ra cũng theo họ mẹ, tuy nhiên đến đời cháu sẽ mang họ cũ của ông nội. Ngay sau khi thông tin gây chấn động này được đưa ra, phía studio của Chu Nhất Long đã đưa ra thông cáo báo chí, yêu cầu những kẻ tung tin hãy xóa bài viết, ngoài ra sẽ nghiêm khắc với vấn đề ăn cắp tin tức cá nhân của Chu Nhất Long và hành vi lan truyền tin tức sai sự thật nhằm bôi đen Chu Nhất Long. Có thể nói rằng Chu Nhất Long đã phát triển sự nghiệp của mình trong im lặng, như những đứa trẻ trưởng thành mỗi ngày nhưng chưa từng nghịch phá nên không ai chú ý tới. Để rồi khi vô tình nhìn lại, đứa trẻ ấy đã trưởng thành khi nào không hay. Chu Nhất Long chính là thuộc kiểu đó.